Đây. Bạn này tiết kiệm từ bao giờ đây? Mấy năm trước bọn cháu đấy. Quyết định chưa? Trời ơi, cái này thì được bao nhiêu? Thế à? 20.000. Ôi giời. Đảo rồi, có bao nhiêu toán tiêu hết, lấy đâu ra mà đòi. Ủa, mỗi lần nhét mấy triệu liền mà. Đây. Xem nào. Ủa, sao ít đi. Mày đếm 500 trước. 500 ra trước này. Đây nữa. Bên tiền nữa. Đây hai tờ. Mình cho tiền toàn tiêu thôi. Có nhét lợn đâu mà để có. Ôi sao ít thế. Toàn tiền lẻ. Tiền lẻ ý là mấy năm trước toàn nhét mấy triệu vào liền. Mấy năm nay có nhét đâu? 2 năm nay. À đâu, năm nay vừa mấy năm nay. Tiền lẻ nhét vào, tiền sẵn thì tiêu, lấy đâu ra. Nà vẫn còn 500 nữa, bố cho ăn được tiêu. Có mấy triệu bỏ. Năm trăm nữa kia mà. Tắt chưa, để em đếm. Tạm dừng. Tạm dừng. Tờ 8 triệu. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tờ. 2 triệu 8. Hai triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 500. Mực. Để tụt xuống đây. Mở đâu kia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, cho ngày 20 đi. 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 485.000. 485. Đặt tính. Cộng vào. 5.000, 8, 25.000, 9, 17, 7, 11, 14, 12, 11, 13, dư 200.000, 13 triệu 700, 85.000, dư 2, mua cái xe kia, 285, 13 triệu 500.000, còn thừa 285.000, 13 triệu 500.000 mà chưa tính tiền thuê pin hàng tháng.
mỗi tháng hết 350.000 tiền thuê pin. Thì chạy ấy để đây đứng vào xe như đấy đập hộp để mua xe. Đây là Apple Line à? Line còn Apple được nhiều hơn. Tại vì cái mà bảo hành toàn quốc luôn, đi đưa cháu đúng lại đại ở dưới đấy thì bên chú lại có kiểm tra viên và kiểm tra viên ở dưới tận đấy phục vụ dưới đấy, phục vụ tại cháu bảo hành toàn quốc mà. Xong xe máy à, xe điện thì nó bảo vệ môi trường hơn. Đèn tàu.